Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình trò chuyện cuối tuần ban chuyên đề Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ cái cụm từ khẩu thuật hài nghe vẫn còn khá lạ tai đối với nhiều người phải không ạ? À? Đơn giản chỉ vì là không có nhiều những nghệ sĩ có thể biểu diễn cả một tiết mục hài trọn vẹn chỉ bằng có cái miệng của mình cùng với dây thanh quản, hay là nói một cách nôm na, dân giả, đó là cái khả năng giả giọng và nhái tiếng. Ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ gặp gỡ với một người nghệ sĩ như vậy. Anh không phải là một người xa lạ gì với tất cả chúng ta, bởi vì khán giả trên truyền hình cũng đã biết anh trước đây rất nhiều qua giọng nói của anh thôi, trong vai chú Hugo rất là quen thuộc với các em thiếu nhi. Và gần đây nữa anh còn xuất hiện với vai trò là MC trong chương trình Quà Tặng Tri Thức. Xin được giới thiệu, đó chính là diễn viên đạo diễn Quách Hồ Ninh. Chào anh. Xin chào Quỳnh Hương. Chào quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình qua màn ảnh nhỏ. Có một điều mà chắc chắn công chúng sẽ rất là thắc mắc và muốn hỏi ngay rằng là khi mà mọi người biết tới anh, coi anh diễn ở những cái tụ điểm sân khấu hài vân vân á, thì người ta vẫn quen gọi anh là Việt Ninh. Thế sau này khi mà lên TV, ủa thấy lại đúng là cái anh này hình dạng y chang, giọng nói y chang nhưng mà lại là Quách Hồ Ninh. Ngày xưa mình là lấy nghệ danh là Việt Ninh, thì khi đó là Ninh là diễn viên. Còn khi là đạo diễn thì Ninh lấy tên thật của mình, đó là Quách Hồ Ninh. Tên Việt Ninh cũng có một cái kỷ niệm, nói chung là kỷ niệm đẹp đối với Ninh. Bởi vì ngày xưa Ninh với bà xã bây giờ, bà xã là Hồ Việt Thanh, học chung lớp với lớp diễn viên với Ninh ở trường nghệ thuật sân khấu 2. Thế rồi sau này thì bà xã không có theo nghề, Ninh muốn dùng cái chữ lót của vợ mình, lót cho cái tên của mình để coi như hai vợ chồng cùng làm nghệ thuật. Thưa quý vị, trước khi mà chương trình của chúng ta ghi hình trong phim trường, đây là phim trường A2, thì thấy anh Quách Hồ Ninh đang tất bật ở cái phim trường kế bên, không biết là anh đang chuẩn bị cho chương trình gì vậy? Thưa quý vị, là Ninh đang bấm máy cho chương trình Chuyện Bốn Mùa. Chuyện Bốn Mùa là cái chương trình là mỗi tháng gì là hai kỳ của HTV. Thì trong cái tiết mục Chuyện Bốn Mùa thì anh Quách Hồ Ninh là đảm nhiệm vai trò là đạo diễn truyền hình phải không anh, hay là anh dàn dựng luôn? Trong Chuyện Bốn Mùa thì Ninh vừa chịu trách nhiệm là đạo diễn dàn dựng và cũng vừa chịu trách nhiệm là đạo diễn truyền hình luôn. Dạ. Như là hai trong một. Khi mà mình làm vừa dàn dựng vừa làm đạo diễn truyền hình, anh lại được làm việc với tất cả những diễn viên mà người ta nói là những ngôi sao trong lòng khán giả, nổi tiếng rồi vân vân, thì anh có cảm thấy rằng là như vậy thì diễn viên sợ anh hay là anh sợ diễn viên? Mà có các bạn diễn viên không biết các bạn trả lời thế sao, chứ còn theo Ninh thì từ sợ không có, mà từ tôn trọng. Ninh tôn trọng diễn viên và diễn viên tôn trọng Ninh. Có phải chăng là bởi vì anh cũng xuất thân là một diễn viên cho nên anh hiểu cái tâm trạng cũng như tâm lý diễn xuất, tâm lý phát triển, cái cách nghĩ của các diễn viên của mình? Đó cũng là một lợi thế của một đạo diễn. Theo mình thì mình cảm thấy rất thuận lợi khi mình là một đạo diễn mà xuất thân từ diễn viên. Như vậy cho Quỳnh Hương, sẵn đây có mặt một số các anh chị em diễn viên, anh Tuấn rồi Minh Béo nè, rồi Mỹ Uyên, rồi Hạnh Thúy. Xin được hỏi anh Tuấn trước đi. Anh đã từng làm việc qua bao nhiêu vở kịch với anh Quách Hồ Ninh rồi, thưa anh Tuấn? Biết Việt Ninh là 10 năm rồi. Dạ. Yeah. Trên 10 năm chứ. Tức là làm từ hồi còn biết Việt Ninh ở nhà hát kịch thành phố, diễn những cái vở kịch dài. Rồi sau đó rồi hai anh em cũng ra giang hồ. không, ra giang hồ đến tới đây là đi tấu hài đó. Đó rồi cho nên học tập được nhiều thứ võ công. Cho nên trong con người của Việt Ninh nó có nhiều thứ võ công. Chánh cũng có, rồi tà ma ngoại đạo cũng có. Đó, rồi anh em rồi cũng có. Thì rồi khi làm bước qua đây thì thời gian làm việc trong cái Chuyện Bốn Mùa là nhiều nhất. Trên dưới mấy chục tập rồi. Đây thì được cái là làm việc cái Ninh nó thoải mái, là tung hứng thoải mái. Cái không khí kịch, tập kịch nó tưng bừng. Đây, ai có võ công gì bung ra hết. Đây, giờ mình được lợi một cái đạo diễn cũng hiểu được cái chuyện đó, xuất thân từ một diễn viên bước ra, cho nên cứ dựa trên cái cơ sở, cái cú diễn của diễn viên mà phát triển, cái sở trường của từng diễn viên để mà phát triển, đó là một cái ưu điểm. Cái đó là điểm tốt đúng không anh? Đúng vậy. Vậy thì bây giờ hỏi thiệt anh luôn là anh có thấy cái anh Việt Ninh mà bình thường là bạn diễn của anh á, khi mà anh làm đạo diễn anh có khó chịu không? Khó chịu thì cũng không khó chịu, có khó chịu gì nè.
Nhiều khi tới tập tuồng thì có mình ngồi chơi vậy đó, mình Việt Ninh ngồi chơi nửa tiếng đồng hồ vậy đó, hút hết gói thuốc mà không thấy ai tới tập, cái đó thì hơi buồn. Cho nên nhiều khi anh em tới thì cũng thấy hơi khó chịu một chút, mà có đó thì nói chung thì không trách được. Bây giờ thì cái chuyện mà đạo diễn chờ diễn viên là cái chuyện bình thường lắm. Bởi vì bây giờ các nghệ sĩ có rất nhiều việc, và khi mà cái công nghệ truyền hình nó phát triển nhiều, cũng như là phim ảnh, thì các nghệ sĩ rất nhiều việc, cho nên mình rất thông cảm. Thế nhưng mà các nghệ sĩ sẽ sắp xếp làm sao để cho hoàn thành tốt cái vai diễn của mình? Em bé nghĩ này, với cái gọi là cái vị trí là một người đạo diễn, thì anh Việt Ninh rất là thoải mái trong công việc, không có gò bó diễn viên, như lời anh Tuấn nói rất là hữu hiệu. Và bên cạnh đó thì anh xuất thân từ diễn viên, cho nên anh hiểu được cái nỗi khổ của người diễn viên. Cho nên em thấy ở anh Ninh được một cái là rất là giản dị, tức là chăm chút từng diễn viên, ngay cả diễn viên quần chúng đi mà đóng chỉ có vài câu thoại thôi, mà anh cũng phát triển nhiều khi thành vai nhỏ, rồi từ vai nhỏ anh nâng lên thành vai chính cũng có nữa. Thì em đã chứng kiến từng có diễn viên từ cái vai nhỏ thôi và qua tay anh Việt Ninh thành cái vai hay lắm, ấn tượng lắm. Không phải là vai lớn mà cũng là vai ấn tượng. Cho nên em nghĩ là cái sự chia sẻ của một người đạo diễn mà xuất thân từ diễn viên đối với một người diễn viên mới, thì anh Ninh có cái tấm lòng vậy, cho nên em nghĩ là không phải đạo diễn nào cũng có được. Và em nghĩ là em cũng đang học đạo diễn và cũng đã tốt nghiệp đạo diễn, thì anh Ninh cũng như là một người anh đi trước dìu dắt em, và em học hỏi được anh Ninh rất là nhiều. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những hình ảnh về một cách Hồ Ninh trong vai trò đạo diễn, quý vị và các bạn nhé. Để dàn dựng thu hình một vở kịch hay một tiết mục sân khấu nào đó tại phim trường, thì người đạo diễn truyền hình như một vị chỉ huy bao quát và xử lý mọi yếu tố như âm thanh, ánh sáng, máy móc quay phim, diễn xuất của diễn viên, vân vân. Người đạo diễn truyền hình không chỉ cần phải vững tay nghề mà còn phải có một kiến thức tổng quát và cả sự linh hoạt, tinh tế trong ứng xử nghề nghiệp. Chặng đường mà Quách Hồ Ninh đã đi để trở thành một đạo diễn sân khấu và đạo diễn truyền hình có uy tín trong nghề như ngày hôm nay là một chuỗi dài những ngày tháng cơ cực tự lập. Anh nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật bằng những đêm dài dắt sức đạp xích lô chở hàng thuê và những buổi trưa miệt mài vá xe nơi cổng trường. Đến khi tốt nghiệp lớp diễn viên trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, hàng đêm chàng diễn viên trẻ Quách Hồ Ninh lại lăn lóc trên các sân khấu hài để có tiền học tiếp khóa đạo diễn. Cho đến hôm nay thì công chúng đã biết đến và yêu mến anh với nghệ danh Việt Ninh qua hàng trăm vai diễn, hàng chục vở diễn do anh dàn dựng thật ấn tượng như Nguồn Sáng Trong Đời, rồi 30 Năm Sau, Những Người Đi Tiếp, Học Viên Già, Người Tù 78, vân vân. Giờ đây, với cương vị một đạo diễn truyền hình chuyên mảng sân khấu của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, các chương trình kịch như Tâm Hồn Cao Thượng, Chuyện Bốn Mùa đều in đậm dấu ấn của đạo diễn Quách Hồ Ninh qua những xử lý rất vững tay nghề và tinh tế trong chỉ đạo diễn xuất. Quá bận rộn với nghề nghiệp, nhưng thật may mắn và hạnh phúc cho anh Hugo bởi sự nhường nhịn và tự nguyện lùi về làm công tác hậu phương của Hugo vợ, người bạn đồng môn trường sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh thuở nào. Những giây phút được bên nhau như thế này rất hiếm hoi, nhưng thật hạnh phúc đối với gia đình Hugo. Hugo bố luôn tranh thủ tối đa dịp được ở bên các cục cưng của mình, nuôi dưỡng và truyền cho các con niềm tin về những gì mà anh đã đúc kết được qua những trải nghiệm từ chính cuộc đời mình. Đó là hãy sống tốt, bởi cuộc sống luôn cao thượng với sự nỗ lực và trái tim biết yêu thương. Nhưng mà Quỳnh Thương hỏi thiệt anh Ninh nha. Tại vì cũng chính là cái chuyện là xuất thân từ diễn viên, mà diễn viên thì là có một cái máu mê nghề ai cũng biết. Như vậy có khi nào anh đọc cái kịch bản, cái anh coi cái nhân vật anh thấy nó hay quá, anh cầm lòng không đậu, cái anh phân luôn cho mình rồi anh thủ diễn luôn vai đó? Thực ra thì mình là đạo diễn, thế nhưng mà cái máu diễn viên mình vẫn còn sôi ngục trong huyết quản. Thành ra là khi nếu mà đọc một kịch bản nào đó mà cái vai nó cảm thấy hay, mình vẫn rất là thích. Thế nhưng mà mình có một cái quan niệm về nghề đạo diễn là thế này. Cái công việc đạo diễn nó tiên định phải chôn má con cái dòng sông này,
nơi khúc sông rộng và êm nhất. Mãi im. Từ đó, gia đình ta bắt đầu cuộc đời lên lên trên sông nước. Thìa đã dốc hết sức mình, vượt qua cảnh mần hạt cơ cực để nuôi các con khôn lớn cho đến ngày hôm nay. Và cũng từ đó, Thìa thề là không bao giờ đặt chân lên đất liền được. Đừng khóc nữa con. Nước mắt hãy chảy vào trong, để trào ra bên ngoài. Nó sẽ làm cho con quên đi mối hận thù này. Thiên ơi, con thương xót cho số phận của má, con thương cuộc đời của tía, của chúng con. Nhưng tía ơi, tội lỗi này không phải do con người gây ra đâu tía. Dạ, con không được nghĩ như vậy. Lời nguyện đã qua nguyện cho dòng sông này, tía mong rằng đó chỉ là một lầm lẫn trong suy nghĩ của con thôi. Nhưng thật lòng, con muốn mọi điều nó sẽ khác đi khi con nghe con hồng tía. Không, sẽ không bao giờ. Mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Vậy, con không được nói điều gì khác với những điều mà tía đã nói với con. Nếu con muốn mãi mãi là đứa con gái cưng của tía. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Có cách tốt hơn để bảo vệ con bạn. Friso với công thức Boost Immune tiên tiến, tăng cường miễn dịch cho bé yêu của bạn. Friso cùng bé yêu khôn lớn. Pepsi nha. Ok. Chỉ còn 3 lon thôi. Đội thắng đủ Pepsi. Check it out, child. It's a brand new style. We're shopping for the gold that makes the crowd go wild. Gotta put it on down to a freestyle thing. We bout to celebrate it like we want that ring. Now anything can happen on the field and back. I rock to the fullest of my abilities. Cause life offers endless possibilities. Pepsi, khám phá, thử thách, sáng tạo hơn. Milo mới với Protomon, chiết xuất dinh dưỡng từ bắp lúa mạch nguyên cám, được nghiên cứu bởi Nestle Thụy Sĩ, cung cấp nguồn năng lượng hoạt động lâu dài hơn, giúp trẻ tự tin để vươn xa hơn. Milo mới với Protomon. Mama bột dinh dưỡng Ridiellac Alpha với công thức độc quyền Alpha kết hợp sữa non colostrum và thực phẩm tươi ngon từ thiên nhiên. Bổ sung chất xơ, vitamin, khoáng chất cho hương vị thơm ngon, phù hợp với khẩu vị của em bé Việt Nam. Ba Ridiellac Alpha, tình yêu của mẹ. À, quái vật tiến hành kìa. Vinamilk, khỏe mạnh mỗi ngày. Mừng khai trương, câu hỏi cao chúc thưởng. 30 tính cực đỉnh, 300 xe đạp thể thao, 200 máy Game Boy, sưu tầm tem, đổi hơn 2 triệu quà hấp dẫn từ Vinamilk. Bởi vì mọi người cứ quen nhìn anh là diễn hài rồi, bây giờ lại thấy anh vô một cái vai diễn già tính cách, mà lại là vai bi. Hồi đó anh bao nhiêu tuổi mà anh đóng vai già diễn? Vợ bước qua lời nguyền là đoàn kịch thành phố dựng để đi dự liên quan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995. Thì năm 1995 thì lúc đó Ninh 27 tuổi. Vai diễn tính cách như vậy, anh có cảm thấy rằng anh hợp vai không? Quỳnh Hương thì thấy anh hóa thân rất là
xuất sắc ở trong cái vai diễn đó? Thực ra thì khi mà Ninh lên học ở trường nghệ thuật sân khấu 2 á, thì Ninh đã xác định liền rồi. Là học một thời gian là Ninh xác định liền là mình sẽ hợp với những vai tính cách hoặc là những vai hài, những vai già. Chứ Ninh không thể nào đóng Romeo được. Nếu mà Ninh đóng Romeo thì chắc có lẽ không có dám Juliet, không có Juliet nào dám ôm mình nồng nàn cả. Vẫn tự nhận mình là thích hợp với những vai tính cách, những vai già, rồi rất có duyên với những vai như vậy. Vì sao anh lại quyết định chơi với con nít qua vai diễn Hugo? Mình nghĩ mọi sự đến với nhau, mọi sự gặp nhau đều là ở một kiểu duyên. Mình nghĩ là mình có duyên với Hugo. Casting cái người để lồng tiếng cho Hugo thì mình cũng không biết. Mình cũng chẳng biết Hugo là ra làm sao nữa, mình không biết trò chơi nó như thế nào. Nhưng mình đọc kịch bản mình thấy nó vậy. Rồi cái mình lồng vai của Hugo, rồi lồng vai của Vẹt Fernando. Thế là người ta chọn mình, người ta gửi qua bên kia test lại rồi người ta chọn mình. Ủa, cái con Vẹt Fernando cũng anh luôn đó ha? Đúng rồi. Có nghĩa là anh phải vừa bên này xong anh qua bên kia là anh đóng hai cái vai nói qua nói lại liên tục vậy đó ha? Đúng rồi. Như vậy thì không phải Quách Hầu Ninh thì cũng khó tìm được ai khác ha. Mà như Quỳnh Hương nói hồi nãy đó, chỉ có một cái giọng nói thôi, chỉ sử dụng có mỗi một sợi dây thanh thôi mà vẫn nổi như cồn như vậy thì cái khẩu thuật hài của anh thực ra cái bí quyết nó nằm ở chỗ nào? Không có bí quyết đâu, bởi vì vậy nè, cái bộ môn tạm gọi là khẩu thuật hài này á, thì nó ở bẩm sinh, ở năng khiếu là chính. Yeah. Rồi từ năng khiếu đó mình sẽ khổ luyện, tập luyện cho nó giống, càng ngày càng giống hơn thôi. Có thể khổ luyện bằng cách nào? Chắc cũng khó, bởi vì phải làm mình cảm nhận rằng, thí dụ như chẳng hạn như tiếng đàn bầu, mình cảm nhận là mình có thể bắt chước được cái tiếng này nè. Thế là mình về mình ráng mình tập từ giống 1 cho tới giống 2, giống 3 cho đến giống 8. Rồi bây giờ thử chưa dám tới giống tới 10. Bây giờ anh thử liền cái tiếng đàn bầu cho mọi người nghe thử xem. Tiếng bầu à? Ừ. Giọng khan quá, biết sao. Cái tiếng mà mình bắt chước thì nhạc cụ là tiếng khó bắt chước nhất. Rồi. Hồi đó gần nhà mình có anh đi chiếc xe Suzuki mà đời cũ á. 50 phân khối mà nó nổ bình bịch 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 á. Mảnh sửa tối ngày đi sửa, về tới nhà bắt đầu rồ máy lên sửa. Em nghe riết đừng quen. Đó, còn cái này là tiếng Suzuki 100 mà không phải là 100 phân khối mà nó là đập 100 cái nó mới nổ. Đây đập nữa. Anh về bữa nghe tiếng. Có bữa đi mắc mưa, mà nước mưa vô cái bô dẻo đạt rồi. Quá là thú vị. Thế còn tiếng người thì sao? Nãy anh nói là tiếng nhạc cụ là mới khó, mà thực ra thử một tiếng ông già thử xem. Già thì sao? Già thì già vừa 75 tuổi rồi, già 90 tuổi. Thôi già 90 tuổi thì 90 luôn hả? Vậy thì rồi 75 tới 90 phải không? 75 thì ông già 75 tuổi à. Ông già 75 tuổi ông mới mới nói với ông già 90. Già đó. Anh Bảy ơi, anh biết không, hôm qua tôi đi mua lúa giống đó, người ta tặng tôi cái áo đẹp lắm mà tôi không dám mặc. Cái áo đẹp sao chú không mặc? Chú mặc không vừa hả? Đâu có, anh Bảy, mặc vừa. Mặc vừa sao không dám mặc? Bộ cái áo này màu sắc nó không đẹp sao? Màu thì cũng đẹp lắm nhưng mà không có mặc được. Làm sao không mặc được? Tại vì trước ngực nó có ghi cái dòng chữ giống trốt năng suất cao nên đâu có dám mặc đâu.
Vì mình đi mua hàng thì thường thường người ta hay tặng những cái tặng phẩm là khuyến mãi ha. Khuyến mãi thì chỗ bán lúa giống thì người ta phải ghi là giống tốt năng suất cao thôi. Đến cái khoảng thời gian nào thì anh mới phát hiện ra là ở mình có một cái khả năng gọi là khẩu thuật hài? Nên biết được cái khả năng của mình từ khi còn học phổ thông á. Thì khi mình lên học ở trường sân khấu 2 thì mình đi xem ở nhà văn hóa lao động thì mình gặp nghệ sĩ Thanh Long, người mà cũng diễn Quái Kiệt Thanh Long. Cũng diễn. Mình nghĩ mình cũng có thể làm được như anh Long. Và thế là mình đem cái tiết mục của mình lên sân khấu và diễn rất là hiệu quả. Và mất bao lâu thì anh mới có thể tập được để mà có thể biểu diễn một cái tiết mục hoàn chỉnh đầu tiên? Tiết mục hoàn chỉnh đầu tiên nên tập thì độ khoảng chừng một tháng mấy gì đó, mà do một tình thế đặc biệt. Thế đặc biệt đó, lúc đó Ninh với lại nghệ sĩ Minh Nhí là đi diễn ở ngoài miền Trung á. Thì ở ngoài đó người ta yêu cầu là sẽ có nên có một cái tiết mục hài nhỏ nhỏ cỡ 3 phút 5 phút thôi để mà cho nó có cái tiếng cười để mà khán giả mua vé vô đó. Thì Ninh mới đem lên thử nghiệm thử cái tiết mục đó và rất là thành công. Để chuẩn bị cho một cái tiết mục khẩu thuật hài, tại vì thấy như là người ta đi diễn đấu hài hay gì, người ta còn đem theo đạo cụ hay là trang phục hay này nọ, còn anh thì chỉ có một cái dây khoảng của anh thôi. Vậy thì cái công tác chuẩn bị nó sẽ đặc trưng như thế nào? Vì chỉ có cái dây thanh quản thôi cho nên là phải giữ cho nó thật là khỏe, thật là thanh, cho nên là phải ngủ cho đầy đủ. Lúc nào không ngủ là mệt đó ha. Ngủ cho đầy đủ và kiêng cự với bia rượu thuốc lá là càng nhiều càng tốt, giọng nó sẽ trong. Nhưng mà cái việc tập ở nhà có bị ảnh hưởng tới hàng xóm không anh, hay là trong gia đình có bao giờ chị với là các em cảm thấy rằng là cảm thấy khổ sở vì cái sự rèn luyện của ba không? Mọi người cũng quen rồi. Nên đầu tiên nên tập không mà thích tập ở trong những cái phòng nào mà nó ấm, nó vang. Tập về thì nó dễ kiểm định hơn. Cho nên mà mỗi lần ở nhà mà thấy mà Ninh mà líu lo là biết Ninh đang tăng tắm. Là vì trong cái phòng nhỏ nhắn, một cái ngôi nhà nhỏ đó thì nó rất là vang và dễ tập lắm. Biết là đang ở trong phòng tắm. Đó. Rồi sau khi tập không vậy rồi thì mình qua âm thanh. Dạ. Qua cái hệ thống âm thanh. Kiểm định lại. Khi ngoài đường mình cũng quên là mình đang chạy ngoài đường, mình thấy cái đèn đỏ mà mình tưng 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 ngó mình ngó cỡ mình cho bộ ngó lơ chỗ khác. Nhưng mà có bao giờ anh đã bị bể xô vì cái dây thanh quản không chịu nghe lời không? Nếu như mà hôm nào sức khỏe yếu, dây thanh quản yếu thì mình sẽ làm những tiếng động đơn giản. Phải tự biết lượng sức mình trước. Cái gọi là tương đối có thể đánh giá được đó là hiệu ứng từ phía khán giả, đúng không anh? Chúng ta lắng nghe ý kiến của anh Viên, là chủ nhiệm của câu lạc bộ Trống Đồng, là nơi mà anh Quách Hồi Ninh cũng thường xuyên có cái tiết mục khẩu thuật hài đó, để nghe anh ấy trình nói về cái hiệu ứng của khán giả mỗi khi nghe tiết mục khẩu thuật hài của anh Quách Hồi Ninh nha. Đạo diễn Quách Hồi Ninh là một thành viên tham gia nhiều năm trong nhóm hài Nhật Cường, diễn ở sân khấu ca nhạc Trống Đồng với nghệ danh là Việt Ninh. Trong các cái tiểu phẩm anh ấy tham gia biểu diễn như là Phú Ông Kén Rẻ, rồi Chuyện Tầm Phào, Vì Sao Tôi Điên, thì nói chung là khán giả rất là ái mộ, rất là thích nghệ sĩ Việt Ninh diễn, rất là có duyên sân khấu. Đặc biệt trong cái tiết mục diễn của anh thì có cái tiết mục cá nhân một mình anh thôi, với cái tiểu phẩm là Khẩu Thuật Hài, thì phải nói là anh ấy diễn rất là có hiệu quả sân khấu. Anh ấy giả tiếng của phụ nữ, rồi giả tiếng của ông già, rồi anh ấy làm các cái thứ tiếng của các cái con vật. Đặc biệt trong cái tiết mục Khẩu Thuật Hài này thì anh ấy giả cái tiếng xe gắn máy, mà cái tiếng xe đua đó, anh ấy nẹt bô cái tiếng xe kêu rất là giống, và khán giả vỗ tay rất là nồng nhiệt. Gần đây anh lại xuất hiện trong vai trò người dẫn chương trình cho Quà Tặng Tri Thức. Hồi nãy anh nói thì Quỳnh Hương mới biết là hồi từ cách đây cả 10 năm hơn là anh đã từng làm MC cho những cái buổi diễn của bên đoàn anh rồi. Thế thì bây giờ được quay trở lại để làm MC như vậy thì với anh nó có gì khác biệt không, mà anh lần này anh có phải thi và là làm casting giống như là thời anh thi Hugo không? Lần trở lại làm người dẫn chương trình lần này thì thực ra mình đã dẫn chương trình trong Gala Cười cùng với Thảo Vân cách đây cũng
vài năm. Thế nhưng mà lần trở lại lần đó thì nó quá lâu, mình đã quên đi cái chuyện mà mình đã từng dẫn chương trình rồi. Thì dẫn lại nó đúng là nó bỡ ngỡ. Cái gì cũng vậy, trăm hay bằng tay quen. Và có rèn luyện, có lọt vũ thì mới nó mới càng bóng càng láng được. Thì hôm cái chương trình quà tặng tri thức, casting, cũng có casting. Cái từ bây giờ ta hay dùng là casting, gọi là tuyển diễn viên. Tuyển. Như vậy anh có cảm thấy mình thành công trong cái vai trò này không? Anh có thích nó không? Thực ra cái chương trình quà tặng tri thức khi mà mình nhận thì mình cũng ngại lắm. Bởi vì chương trình này là một chương trình mà nó không có action, nó không có vận động. Tức là hoàn toàn được sử dụng cái... Thì sẽ rất khó và dễ bị lì lắm. Cho nên là nên rất rất ngại. Thế thì nên phải tìm ra được cho mình được một cái hướng đi riêng đối với chương trình này. Và khán giả cũng đã xem. Tức là mỗi một lần lên vậy là có một câu chuyện làm quà. Một câu chuyện làm quà hoặc là một câu đố vui gì đó. Nhưng mà anh thấy cái kho, Quỳnh Phương thì thấy là cái kho chuyện của anh thì dồi dào thật đấy. Nhưng mà anh có sợ rằng là cứ một tuần như vậy lại cống hiến cho khán giả một câu chuyện, tới một lúc nào cái kho của anh nó bị cạn không? Cái sự sáng tạo của người nghệ sĩ là không ngừng. Và khi anh ngừng, tức là anh đã chấp nhận bỏ cuộc. Bây giờ thì anh Quách Hồ Ninh hay là Việt Ninh đã có thể ổn định với cái nghề diễn của mình, đúng không? Và Quỳnh Hương thấy hình như hai cái công việc đó bây giờ nó đang hỗ trợ cho anh nhau rất là tốt. Nhưng mà điều đó cũng có nghĩa là anh sẽ rất là lu bu với công việc. Vậy thì toàn bộ những cái việc nhà rồi những cái chuyện chăm sóc các Hugo con là toàn bộ là giao cho Hugo Lina hết à? Gần như là vậy. Bởi vì Ninh đi sáng đi sớm rồi tối lại về khuya. Có những khi mà không gặp được con nữa. Dạ. Quỳnh Hương nghĩ là có một ba Hugo như vậy chắc là phải hãnh diện dữ lắm, nhất đặc biệt là cháu nhỏ chứ. Cháu nhỏ cứ mở cái đĩa của mình lên xem biết. Thấy thương quá ha. Bây giờ đòi cho coi ba, cho coi có ba, tại vì bé sẽ thường bé xem trên tivi, xong mà có mình ngồi kế bên á. Thí dụ mình làm tiếng động gì, cái tại vì khi làm tiếng động thì cái miệng mình nó phải, cái khẩu hình mình nó phải làm theo để cho nó giống. Thì bé đang xem tivi xong cái nhìn qua ba cái xem lên tivi, cái nhìn qua ba. Xong cái ba làm đi, ba làm tiếng giống trên đó đi. Thì là vẫn phải làm lại lần nữa, tại nó không tin. Sao ba làm được vậy? Bây giờ ba ngồi kế con là ba làm thử coi sao. Thì đó thì phải làm cho cháu. Dễ thương quá. Tiếng động gì cho cháu nghe. Rồi, nhưng mà lại nói thêm một chuyện này nữa là bởi vì anh đã giờ đây đã gọi là thành công rồi. Công chúng bắt đầu biết đến nhiều rồi. Và anh lại là người duyên dáng như là hồi nãy Mỹ Uyên nói chứ không phải Quỳnh Hương nói nha. Như vậy thì anh sẽ có một cái gọi là những cái biện pháp làm an dân nào không để cho Hugo Lina yên tâm cho anh đi công tác một cách toàn tâm toàn ý như vậy? Sự duyên dáng mà Mỹ Uyên nói thì có lẽ cũng có. Thế nhưng mà mình duyên dáng với bạn bè, với anh em. Thế nhưng mà lại rất cái dở là trước phụ nữ mình lại không có bộc lộ được cái duyên dáng đó. Nếu mà một người phụ nữ nào mà mình cảm thấy mình thích hoặc là mình mến gì đó, mình không thể nào bộc lộ được cái duyên dáng đó. Cho nên đó cũng là cái mà bà xã bà yên tâm, bà tin tưởng. Bà tin tưởng lắm, bà nói là ôi ông này bảo đảm rồi, không bao giờ có phụ nữ nào mà mê ông đâu, chỉ có mình thôi. Chứ nhau mà Quỳnh Hương cũng cảm thấy vui lây cho anh vì một gia đình đầm ấm là sẽ là một cái nôi tốt để cho người nghệ sĩ có thể cống hiến được một cách toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật mà. Nhưng mà ngày hôm nay anh tới đây anh có chuẩn bị anh đầu tư cho một cái khẩu thuật hài, một cái tiểu phẩm nào không? Anh có thể dành tặng cho quý vị khán giả không? Nên sẽ biểu diễn cho quý vị nghe một vài nhạc cụ. Để thử xem sao.